Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Nhịp sống miền Tây tuần này, phóng viên chuyên mục sẽ ghi nhận đôi nét về hiệu quả bước đầu từ chính sách giao đất giao rừng ở huyện Quan Sơn. Nhân ngày truyền thống phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, trong phần cuối chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng đến với vùng cao xứ Thanh, nơi mà từ lâu chiếc khăn piêu đã trở thành một trong những biểu tượng cho văn hóa trang phục của người phụ nữ dân tộc Thái. Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn hecta rừng tự nhiên và rừng kinh tế được cộng đồng các thôn bản, các hộ dân quản lý nghiêm ngặt. Việc trồng và khai thác rừng được thực hiện theo kế hoạch hàng năm, có sự giám sát của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng là những kết quả đáng ghi nhận từ chính sách giao đất giao rừng ở huyện Quan Sơn. Chính sách này đã đem lại nguồn lợi kinh tế bền vững cho các hộ dân, góp phần không nhỏ vào công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Đây là diện tích hơn 5 hecta rừng vầu đang trong thời kỳ cho khai thác của gia đình ông Lục Văn Trực ở bản Làng, xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn. Theo ông Trực, hơn 20 năm trước đây, trong bản không có gia đình nào tham gia nhận khoán đất rừng. Cũng bởi lúc ấy, việc trồng rừng với bà con trong bản vẫn gần như còn xa lạ. Rừng và đất rừng cứ nghèo kiệt dần sau mỗi lần khai thác của bà con. Khi có chủ trương về giao khoán đất rừng của nhà nước, ông Trực đã mạnh dạn nhận 3 hecta để trồng nứa, trồng vầu và chăn nuôi thêm gia súc gia cầm. Do nhận thức được lợi ích kinh tế từ trồng rừng, hiện nay diện tích đất nhận khoán của gia đình ông đã tăng lên 5 hecta. Vừa trồng rừng, vừa kết hợp chăn nuôi, năm nào gia đình ông Trực cũng có nguồn thu nhập ổn định, đời sống đã khấm khá hơn trước rất nhiều. Từ coi như là chưa có chính sách để mà nhà nước chia đất chia rừng cho để mà quản lý với là trông coi thì cũng hơi vất vả đó. Vâng, gia đình thì vất vả về mặt kinh tế. Vâng, sinh hoạt gia đình thì lắm lúc thì cũng khó khăn, gặp rất nhiều. Mà từ cái khi đảng và nhà nước với là nông trường chia đất rừng cho bảo vệ với là quản lý bảo vệ rừng thì từ đấy về thì phải nói là kinh tế gia đình thì tương đối ổn định và cứ mỗi năm khai thác thì cũng được đủ sống, không đến nỗi vất vả như ngày xưa. Không chỉ gia đình ông Trực mà hiện nay 100% các hộ dân trong bản làng đã nhận khoán đất rừng và tham gia bảo vệ, phát triển rừng với tổng diện tích gần 600 hecta, trong đó có hơn 500 hecta là rừng tự nhiên. Với mỗi người dân nơi đây, bảo vệ rừng không chỉ là ngăn chặn nạn khai thác trái phép, đó còn là việc tiếp tục phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Rừng là nguồn sinh kế cho mỗi gia đình. Bởi vậy, diện tích rừng trồng mới hàng năm đều tăng, việc khai thác nguồn lợi từ rừng kinh tế được bà con thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Đối với xã Sơn Hà, chúng tôi thì khi được nhận khoán bảo vệ rừng, vừa chăm sóc vừa bảo vệ, mà trong đó thì lợi là do dân và do dân quản lý và khai thác rừng thì nó đưa lại cái lợi nhuận cho dân rất là nhiều. Và dân từ đó dân xóa đói giảm nghèo là cái cây chủ lực là cây vỏ và cây nứa. Tại xã Trung Tiến, thực hiện chính sách của nhà nước về giao khoán đất rừng, đến nay 3.000 hecta rừng và đất rừng trên địa bàn xã đã có chủ, trong đó người dân trực tiếp tham gia quản lý bảo vệ hơn 1.000 hecta. Để phát huy hiệu quả từ chính sách giao khoán đất rừng, thời gian qua, xã Trung Tiến đã giao các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến mỗi người dân về ý thức bảo vệ và phát triển rừng. Cùng với đó, xã Trung Tiến cũng đã thực hiện sát sao chỉ đạo của huyện Quan Sơn trong việc giám sát các tổ chức cá nhân trong quá trình nhận khoán đất rừng. Chính vì vậy, rừng không chỉ được bảo vệ mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lò, do địa bàn rộng, từ các xã Sơn Hà, Trung Tiến, Trung Thượng của huyện Quan Sơn cho đến xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, nên công tác quản lý bảo vệ rừng trong những năm qua của ban gặp không ít khó khăn. Để thực hiện tốt chức năng nhà nước về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lò đã thực hiện chính sách giao khoán đất rừng cho chính quyền xã và nhân dân quản lý, phối kết hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về bảo vệ phát triển rừng. Cho đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lò đã thực hiện giao khoán ổn định lâu dài hơn 4.000 hecta rừng và đất lâm nghiệp cho gần 400 hộ thuộc các xã Sơn Hà, Trung Tiến, Trung Thượng, huyện Quan Sơn và xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh. Các hộ dân sau khi nhận khoán bảo vệ rừng không chỉ được nhà nước trả tiền công hàng tháng
mà còn được phép khai thác những lâm sản phụ như nứa, vầu, cây dược liệu dưới tán rừng theo quyết định 178 của chính phủ. Nhờ vậy, hàng trăm hộ dân có thêm việc làm, thu nhập ổn định, đời sống được nâng lên. Sau khi mà có các cái chương trình kế hoạch của nhà nước thì chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai đến toàn bộ người dân nhận khoán đất rừng và trên địa bàn và công khai đơn giá khoán và các cái định mức của nhà nước chi trả cho người dân. Đấy, và bên cạnh đó là cũng trao đổi chia sẻ với người dân, tức là ngoài cái cơ chế chính sách của nhà nước vậy thì cái cơ chế phối hợp tăng cường cái trách nhiệm của người dân, tức là của chủ rừng nhận khoán 01 để trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Và từ khi các hộ dân được hưởng cái chính sách đó thì người dân cũng cảm thấy cũng phấn khởi. Để việc giao khoán đất rừng thực sự phát huy hiệu quả, những năm qua, huyện Quan Sơn đã thực hiện tốt các chương trình dự án hỗ trợ của nhà nước về trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng như dự án 661, dự án 147, v.v. Theo đó, việc trồng, chăm sóc bảo vệ rừng của các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm chú trọng. Chất lượng rừng trồng được cải thiện, thu hút ngày càng nhiều các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trồng rừng, bảo vệ rừng và chế biến lâm sản. Trong công tác đảm bảo an ninh rừng, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện như hạt kiểm lâm, các ban quản lý rừng phòng hộ, bộ đội biên phòng thường xuyên kết hợp với chính quyền các địa phương, các chủ hộ nhận khoán đi kiểm tra định kỳ hàng tháng, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng. Công tác giao khoán bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của cộng đồng dân cư sống gần rừng. Đây được xem là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc khôi phục lại rừng và tạo điều kiện thuận lợi cho rừng tự nhiên phát triển. Nhờ vậy đã hạn chế được nạn chặt phá rừng trái phép, duy trì ổn định diện tích rừng trên các lâm phần được giao khoán, góp phần nâng cao đời sống của các hộ gia đình nhận khoán, tạo động lực khuyến khích họ tích cực tham gia vào công tác bảo vệ rừng. Giao đất giao rừng thì cũng là phát huy hiệu quả cho bà con. Thứ nhất là bà con là những người mà làm chủ thì có thể là bà con tự bảo vệ và tự canh tác cũng như là tự đầu tư để mà có thể được cải tạo rừng cho mình, bản thân kinh tế của mình. Còn trước đây thì với một số các gia đình tập thể thì cái việc mà hiệu quả trong cái công tác bảo vệ cũng như khai thác thì nó cũng chưa phát huy hiệu quả. Mà hiện nay thì giao đất giao rừng cho người dân thì mỗi hộ dân là họ tự quán xuyến bảo vệ cái nguồn tài sản của mình thôi. Và chúng tôi cũng đã tổ chức ký quy chế phối hợp giữa ban quản lý rừng bộ sông Lò với lại chính quyền địa phương, tức là các xã đơn vị đứng chân, để làm cái cơ sở cho cái việc mà thực hiện cái quá trình công tác quản lý bảo vệ rừng, tuần tra canh gác, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng. Và từ khi ký quy chế phối hợp này thì nói là cái công tác an ninh rừng trên địa bàn đã được duy trì và đảm bảo tốt. Thực tế cho thấy chủ trương giao khoán đất rừng của nhà nước đến nhân dân đã và đang phát huy hiệu quả trên địa bàn huyện Quan Sơn. Cộng đồng các thôn bản và hộ gia đình đã có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng. Các hành vi vi phạm pháp luật về rừng ngày càng giảm. Nhiều khu rừng giao cho cộng đồng quản lý đã được bảo vệ tốt, công tác trồng rừng hiệu quả hơn. Màu xanh bạt ngàn của rừng vầu, rừng luồng, rừng nứa tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, phần còn lại của chuyên mục Nhịp sống miền Tây hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc khăn piêu, nét văn hóa đặc sắc trong trang phục của người phụ nữ Thái. Đây cũng là món quà tinh thần của những người thực hiện chương trình dành tặng cho chị em phụ nữ nhân ngày truyền thống phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau. Nét con chim cũng cô kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng. Chiếc khăn piêu theo chị hồng, theo gió cuốn bay về đâu? Chiếc khăn piêu theo chị hồng, theo gió cuốn bay về đây, vững trên cây. À chị ơi, tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, lát hoa rừng. Khăn piêu đây. À ơi, có phải thắm thiết duyên nhau? Chiếc khăn đây là mối nối duyên nhau. Thời tin theo